con mới kể lại câu chuyện trong cái tác phẩm Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Tỉnh Nam Đại Sư. Thì Tỉnh Nam Đại Sư trong bài văn đó Ngài có viết một đoạn, con xin trích dẫn. Trong đó Ngài bảo rằng: đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta, dắt lợn vào lò đâu biết cha ta đau đớn. Trong cái tác phẩm Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Tỉnh Nam Đại Sư, là vị tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, Ngài nói hai câu đó: đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta. Tại sao Ngài nói như vậy? Là bởi vì lúc bấy giờ ở Nam Kinh Trung Quốc, chính Ngài Tỉnh Nam Đại Sư, Ngài đã mục kích, Ngài chứng kiến một cái sự việc xảy ra ở tại xứ Nam Kinh Trung Quốc đây. Có một gia đình nọ nuôi lừa, có một con lừa già, nó làm việc không nổi, nó bị người chủ đánh tàn nhẫn lắm, và nói rằng: mày lười biếng hả, quất đánh, mà mỗi lần đánh con lừa đó, người ngoài họ đứng nhìn thấy họ cảm động, họ xúc động, và họ bảo rằng chủ gì mà quá ác, là bởi vì mỗi lần đánh nó là hai hàng nước mắt nó rơi xuống. Có một hôm ông ta nằm mộng ban đêm, ông ta thấy mẹ của mình đã chết rồi. Bà chết 3 năm rồi, bà về, bà mới báo mộng, bà mới nói: con ơi con đừng đánh mẹ nữa. Mỗi ngày con dùng cái roi da con quất mẹ, con có biết rằng mẹ đau đớn lắm hay không? Cái người mà đánh mẹ không ai xa lạ, chính là đứa con trai ruột của mình, chính mình sanh ra nó. Con có biết vì sao mà mẹ tái sanh trở lại làm kiếp lừa hay không? Đời trước đó, mẹ là một người đã ăn trộm của con, ăn trộm của con một số tiền 18 đồng tiền, mà mẹ phải tái sanh trở lại làm kiếp lừa để trả nợ cho con đó con ơi. Bây giờ con đâu có biết con lừa mà ngày nào con cũng giận dữ, và con dùng cái roi da quất vào lưng nó, chính là bà mẹ ruột của mình đã sanh mình ra. Mỗi lần mà mẹ thấy con đánh mẹ, vừa đau mà mẹ không nói được thành lời, muốn kêu con ơi đừng đánh mẹ, mẹ đau quá, vậy mà nói không thành lời, mẹ chỉ trào nước mắt ra, mà con đâu có được cái nhân, có cái tâm từ, tâm nhân ái để nhìn thấy được mà dừng tay lại. Con cứ đánh mẹ mãi, mẹ đau đớn lắm, mẹ khổ đau lắm con ơi. Bà mẹ nói như vậy rồi cái người con giật mình thức dậy, ra nơi ngay cái chuồng lừa, quỳ lại con lừa đó luôn. Kể từ đó về sau không có dám đánh lừa nữa. Đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta, dắt lợn vào lò nào biết cha ta đau đớn. Cái câu này Tỉnh Nam Đại Sư Ngài nói là có một người nọ làm nghề đồ tể, dắt con lợn vào lò để giết mổ. Ai ngờ đâu chính con lợn đó là cha ruột của mình, sau khi chết tái sanh trở lại làm heo. Rồi bây giờ mắt phàm phu mình đâu có biết đâu, hằng ngày làm nghề đồ tể để nuôi sống gia đình, rồi giết lợn, đưa lợn vào lò để giết thịt, nào đâu rằng mình giết cha mình. Vì vậy mà Đức Phật dạy khuyên chúng ta: tất cả quý Phật tử ơi, dừng tay lại, đừng tạo thêm sát nghiệp, đừng vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền mà sát sanh hại vật, để rồi bản thân mình phải chịu quả báo khổ đau hiện đời, thân nhiều tật bệnh, và sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn rơi đọa vào ba đường địa ngục: mãn báo địa ngục làm loài ngạ quỷ, mãn báo ở kiếp quỷ rồi thì trở lại làm loài bàn sanh. Khổ sở lắm quý vị ơi. Nơi nỗi khổ của ba đường rồi thì không biết ngày giờ nào thoát ra khỏi được. Dừng tay lại đi. Phật dạy giới sát phóng sanh, đừng nhẫn tâm giết hại thân bằng của ta. Chúng sinh là mẹ là cha, từ tâm giới sát ấy là hiếu tâm đó quý vị. Ngày nay quý Phật tử có tâm từ bi, không sát sanh, không hại vật, và biết rõ đồng tiền
mà chúng ta biết sử dụng xài thì tiền hiền giống như Phật vậy đó. Hãy tìm một nghề nghiệp lương thiện chánh đáng để nuôi sống bản thân mình, và biết sử dụng đồng tiền hợp pháp hợp lý để tạo nên công đức phước lành, hầu làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về